Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh JK Audio. Và ở video ngày hôm nay, bên công ty JK chúng em tiếp tục cho lên sóng cái mẫu chép mới về bên công ty JK chúng em. Đó là mẫu chép rời đến từ Pioneer, với cái form dáng và phong cách thiết kế nó mang hơi hướng cổ điển một chút như thế này. Vì đang được rất là nhiều các bác và anh em đón nhận một sản phẩm này. Và những cái dòng này thì bên chúng em đưa về với cái hình thức đó là những cái sản phẩm đã qua sử dụng và đưa về cái hình thức là hàng xách tay, và số lượng không có nhiều. Vâng, em xin nhấn mạnh là số lượng không nhiều. Và hôm nay thì em về được mấy đôi thì em làm nhanh review để cho các bác và anh em có thêm tư liệu về cái sản phẩm như thế này. Vâng, và cái hình thức thì các bác và anh em có thể nhìn thấy nó bề mặt là dạng tròn và cắt phay. Vâng, bằng chất liệu nhôm cắt phay xước, và những cái đường gân này nó đều được mạ điểm nhấn bằng chrome, và trong cái họng của nó cũng được mạ chrome sần, tay mình sờ vào cũng cảm giác được nó sần sần, và đầu hình thù viên đạn nhọn. Cái phong cách thiết kế như thế này đã được áp dụng trên rất là nhiều các dòng chép, nó có ở AT7, AT9 nhé, và những cái dòng chép khác như là những cái dòng như quả JBL nó cũng có. Đây, nó được thiết kế, đặc biệt là cái dòng này thì được thiết kế bên trong là mạ sần chrome, ngay cái đầu đạn mạ sần chrome nhé. Nó đem lại một cái chất khi mà nó hoạt động nó sẽ phóng cái tiếng chép ra bên ngoài để nó tạo ra cái hiệu âm thanh va đập, nó sẽ làm giảm đi cái độ chói của tiếng chép. Chính vì vậy đôi chép Pioneer này cho ra chúng ta một cái chất lượng cũng như là cái tiếng chép cực kỳ mềm tơi. Form dáng thiết kế thì thân thì bằng thân gỗ thông giả và được trau chuốt rất là tỉ mỉ. Về cái mặt đằng sau thì model con này sẽ là X200, công suất sẽ là 200W. Vâng ạ, tất cả số series trong này và series ở trong tụ cảm đều trùng nhau và made in Japan. Và con này được sản xuất và design tại Japan, chúng em đã đưa về. Với nói đến những cái hàng của Nhật thì nó luôn luôn có được những cái chất lượng đạt đến cái đỉnh cao của chất lượng rồi. Ok, bây giờ sẽ tăng volume lên để chúng ta cùng nghe và đánh giá chi tiết cái sản phẩm này. Và đối với những cái dòng chép rời như thế này thì nó sẽ giải quyết được cho chúng ta những cái nhu cầu như là những đôi loa nhà chúng ta nó bị thiếu giải chép, giải siêu cao, hoặc là cháy chép, hoặc là các bác và anh em nào mà thích nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc tí tách, chúng ta có thể ghép những cái đôi chép rời này vào để chúng ta tăng thêm đi về cái giải cao đấy, cho cái tiếng trung nó sáng, cho nó có cái sự cộng hưởng giữa bát trung chép, thì chúng ta nghe được cái giai điệu nó tí tách hơn. Và sản phẩm này hiện tại đang có mặt tại showroom công ty JK chúng em.
với giá bán ra là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng cho một cặp check như thế này. Và mọi chi tiết các bác và anh em có thể liên hệ tới hai số hotline công ty chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357. Chúng em luôn luôn chào đón các bác và anh em đến với công ty chúng em. Tất cả những sản phẩm check độc lạ, có những cái hình dáng cũng như thiết kế độc lạ, đem lại được cái tôi cho chúng ta khi sử dụng, hoặc là những cặp loa hay là những con đẩy vang, rất là nhiều các thiết bị về karaoke. Em sẽ tạm dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em ạ.